Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8, 3 ngày sắp tới, hai tuổi này bất ngờ được thần tài phù hộ, trúng lớn hai lần, sự nghiệp phát lên như diều gặp gió, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, cuộc đời của bất cứ ai cũng sẽ phải trải qua những thăng trầm, có phúc, có họa, có vui sướng, cũng có khổ đau. Không có ai là cả đời hoàn toàn sống trong sung sướng mãi. Có lẽ đến một thời điểm nào đó gặp hạn, tiền tài tiêu tán, gia đình bất ổn, mọi sự đều không hanh thông. Vượt qua giai đoạn này, cuộc sống lại trở nên bình ổn, gặp được quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát lên như diều gặp gió, tiền tỷ cầm tay. Theo tử vi học, trong một vài ngày sắp tới đây, trong tháng 8 âm lịch, có hai con giáp sẽ trở nên vô cùng may mắn do được thần tài phù hộ, trung số độc đắc, tiền của nhiều như núi, tiêu ba đời không hết. Cuộc sống về sau sung sướng, an nhàn. Thời điểm này chính là cơ hội vàng dành cho họ, từ sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào cho đến tình duyên cũng được hoan hỉ. Và không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp may mắn nào trong nội dung chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Thân. Tháng 8 âm lịch khởi đầu từ tiết khí Bạch Độ. Tiết Bạch trong ý nghĩa cổ là nắng nhạt. Tuy nhiên, theo nguyên gốc trong từ Hán Việt thì Bạch nghĩa là sắc trắng, Lộ nghĩa là sương mù. Tiết khí Bạch Lộ là khoảng thời gian của những hạt móc, hơi nước mong manh tạo thành. Tử vi cho thấy trong những ngày này, người tuổi Thân có một vận trình khá tốt. Thái Dương Tinh tỏa mạng mang tới nhiều điểm cát lợi. Thái Dương Tinh mang tới tinh thần tích cực, nhiệt thành, tự mình tạo ra hào quang cho chính mình. Đặc biệt, có hành kim, hành khiển, người tuổi Thân càng có nhiều sự ủng hộ. Các cát tinh như Thiên Y, Nguyệt Giải đều sẽ là những ngôi sao đem tới điểm may mắn cho bạn. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tử vi tuổi Thân trong những ngày này về mặt sự nghiệp được Thái Dương Tinh che chở. Vận công việc gặp thuận lợi, Thái Dương đem tới cho bạn vẻ ngoài uy nghiêm và đầy ngạo khí. Cách bạn dẫn dắt mọi người rất oai phong, lẫm liệt và có uy ở trong cốt tủy của mình. Phàm làm việc gì cũng dễ dàng nổi bật và giỏi giang, cách khí từ Thái Dương truyền cho người tuổi Thân tinh thần tranh đấu không biết mệt mỏi. Đồng thời, tinh thần trượng nghĩa cũng khiến họ trở nên bao đồng hơn hay giúp đỡ kẻ yếu hơn. Cát tinh sẽ đem tới cho người tuổi Thân nhiều mối nhân duyên tốt, từ đó giúp đỡ vận sự nghiệp phát triển. Nhưng đôi khi, vì quá nhiệt thành mà bản thân sẽ chịu áp lực về tinh thần, bạn cần phân rõ ranh giới giữa việc giúp đỡ và việc để cho mọi người được tự chủ trong công việc của họ. Thứ hai, về tài vận. Về mặt tài chính của tuổi Thân trong những ngày này cũng được Thái Dương che chở. Bạn hành động tích cực và quyết đoán, tự mình giành lấy tiền tài về cho mình. Với người tuổi Thân, làm chủ được đồng tiền của mình bao giờ cũng an toàn hơn. Tuổi này là người có tài hướng dẫn, lại còn tinh thần nhiệt tình, kiên định, nên mọi khó khăn kiếm tiền sẽ bị đạp bằng trong hôm nay. Tuy nhiên, tính cách hơi cố chấp, chỉ muốn mọi thứ theo ý mình, nên nếu muốn tài lộc, phát đạt, cần phải học cách lắng nghe hơn. Về vấn đề tiền bạc, người tuổi Thân có số vận khá tốt. Bạn có thể dễ dàng hợp tác, làm ăn với nhiều người. Kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn. Tiền tài của người tuổi Thân không thiếu, đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ. Tuổi Sửu. Tháng 8 âm lịch là tháng mà hành kim là chủ nguyên lệnh. Tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, dương khí dần thu gom lại. Cây cối được phủ một lớp sương nên được gọi là tiết khí Bạch Lộ. Sau Bạch Lộ thì kim khí bắt đầu chuyển vượng. Kim sinh thủy nên những tuổi mạng kim, mạng thủy sẽ chuyển tốt. Nhưng mạng kỵ kim, kỵ thủy thì vận có phần không thuận lợi. Người tuổi Sửu mang hành thổ gặp tháng Dậu, kim sinh thực thần mệnh. Thực thần gặp cát nên vạn sự đều tốt đẹp, người tuổi Sửu hoàn toàn có thể chờ đón một tháng mới bình an.
tự mình có thể phát huy được hết tài năng vốn có. Quý nhân tam hợp tị Dậu Sửu nên công việc tình cảm đều khá thuận lợi. Hung tinh duy nhất trong tháng này là Bạch Hổ chủ họa huyết quang, có điểm cãi cọ mà liên lụy đến tòa án, cơ quan chức quyền. Trong tháng người tuổi Sửu cần phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật, thận trọng khi vướng vào tranh chấp. Thứ nhất, về sự nghiệp. Trong những ngày này, sự nghiệp của tuổi Sửu được nguyên lệnh che chở, thực thần tọa mạng sẽ đem về điểm may mắn. Bạn trẻ tuổi Sửu trở nên hiền dịu, hòa bình. Cách cư xử cũng nhân hậu, rộng rãi, không tranh chấp với bất kỳ ai, chỉ muốn cống hiến hết khả năng của mình. Khi làm việc cũng không thích độc tài, chuyên chế bắt mọi người phải theo ý mình. Khi có chút thành công thì cũng không lo lắng xem mình có phần nào trong đó không. Bạn sẵn sàng hy sinh vì đồng đội mà không cần đền đáp. Đức tính này cộng thêm quý nhân tam hợp che chở khiến vận sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Bạch Hổ tinh gặp cát vận nên người tuổi Sửu có điểm lên chức hoặc được lãnh đạo tin tưởng mà giao thêm quyền uy. Bạch Hổ vốn là một hung tinh, nó xuất hiện khi điểm thủy hỏa tương tranh, nên kim khí của nguyên lệnh đã làm giảm bớt đi sát khí của nó. Người tuổi Sửu chỉ cần chú ý, không nên vướng vào mâu thuẫn thị phi. Thứ hai, về tài vận. Về mặt tài chính thì tuổi Sửu sẽ gặp được thực thần vượng nên cát lợi. Khi có thực thần xuất hiện thì người tuổi Sửu có thể kê cao gối mà ngủ, không bị ưu phiền về tài chính quấy rầy. Bạn hoàn toàn chuyên tâm phát huy năng lực và chuyên môn, giúp túi tiền của mình thêm sùng rình. Thực thần giúp người tuổi Sửu có thể theo đuổi lý tưởng tiền tài mà cũng có thời gian để hưởng thụ cho chính mình. Người này kiếm được tiền thì tất phát tài, phát lộc. Tính cách thận trọng, biết giữ tiền của nên vận tài chính tương đối khả quan. Có điều chớ quá thật thà mà bị lừa gạt về tiền bạc. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp được quý nhân phù trợ, một phút đổi đời thì có những con giáp không chỉ trong 3 ngày này gặp đen đủi mà cả tháng 8 âm lịch đều bị vận xui và đại hạn đeo bám. Vậy đó là những con giáp đen đủi nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tuổi Tỵ. Bước sang tiết Bạch Lộ, tuổi Tỵ sẽ được kim quý cát thần che chở trên con đường sự nghiệp và học hành, rước về vinh hoa, phú quý. Người độc thân có thiên hỷ cát thần báo hiệu điểm nhân duyên thuận lợi, nhưng lại bị tiểu sát hung tinh đem tới điểm xấu về lời ăn, tiếng nói. Những ngày này, người tuổi Tỵ không biết thận trọng trong nói năng thì rất dễ rước họa thị phi. Thứ nhất, về sự nghiệp. Về mặt sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong những ngày này chịu sự chi phối của ngũ quỷ. Ngũ quỷ là một trong các hung thần trong tứ trụ luận mệnh thời xưa. Nó mang đến âm khí rất nặng, khiến người tuổi Tỵ chịu khá nhiều áp lực. Nó dễ dàng gây hỗn loạn trong phúc vận của bạn, âm dương mất cân bằng, khiến người tuổi Tỵ dễ hành động hồ đồ. Nhược điểm khá lớn của người tuổi Tỵ trong tháng này đó là làm việc không kiên định. Đứng trước việc cần đưa ra quyết sách thì không có chính kiến, tự mình bỏ lỡ cơ hội. Đặc biệt, phong cách làm việc không có nguyên tắc sẽ khiến người khác không thấy được sự tin tưởng ở bạn. Từ đó, bạn mất dần đi sự trọng dụng từ cấp trên và đồng nghiệp. Tự mình đóng cánh cửa cơ hội thăng tiến của mình. Bạn cần phải cải thiện những khuyết điểm này, tận dụng nhiều hơn các khí của kim quý để cải thiện vận trình sự nghiệp tháng 8 này của mình. Thứ hai, về tài vận. Tài vận của tuổi Tỵ trong những ngày này có ngũ quỷ hung tinh, gây nạn, phá tài. Có thể là xe cộ đột nhiên hỏng hóc giữa đường, đồ đạc trong nhà bị hỏng không lý do, khiến người tuổi Tỵ phải móc hầu bao vô cớ. Kim quý cát tinh đem tới nhiều cơ hội kiếm tiền, đồng thời củng cố vận thu nhập chính được ổn định. Việc bạn cần làm trong tháng này là thận trọng với ngũ quỷ tinh. Hung tinh này khiến tính cách hoang phí của bạn trỗi dậy mạnh mẽ. Người tuổi Tỵ vốn là con người không biết tiết kiệm, thói quen tiêu tiền không suy nghĩ, tham vọng quá lớn khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn trong vận tiền bạc. Tuổi Mão. Tháng 8 âm lịch khởi đầu từ tiết khí Bạch Lộ. Người tuổi Mão mộc gặp tháng Ất Dậu, vận trình không thực sự tươi sáng. Bạch Lộ là tiết khí quan trọng, phản ánh sự biến đổi lớn về tiết trời. Nó là sự kết thúc của mãnh xuân và bắt đầu cho tiết trung thu. Nhìn chung, vận khí tháng này của tuổi Mão khá xấu, hung tinh nhiều, phải kể đến thất sát dị tính gây nhiều đức tính xấu. Đại hao hung tinh gây xấu cho sự nghiệp và quan hệ xã giao. Nguyệt lệnh tương xung gặp đủ điều khắp khảnh, người tuổi Mão phải thật sự tỉnh táo nếu như không muốn có một tháng 8 đại hung.
Thứ nhất, về sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Mão trong những ngày này về mặt sự nghiệp có thể thấy khá nhiều hung vận. Bản mệnh gặp vận tương xung với nguyệt lệnh, hung tinh tụ hội khá nhiều. Vận khí tương xung đem tới một tháng vất vả. Tử vi số khuyên bạn không nên xúc tiến công việc gì quá lớn, bởi xung khí sẽ gây ra xung đột cãi vã, khiến công việc của bạn bất lợi. Thất sát gặp xung khí nên gây ra nhiều tính cách tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến vận công việc trong tháng. Người tuổi Mão khá là ngang bướng, làm gì cũng tự ý hành động. Bản tính tự do ngang tàng nên dễ gây ra hiềm khích với mọi người và tự mình rước vào nạn tiểu nhân chơi xấu. Bởi vì tiết khí tháng này không ủng hộ nên tử vi tuổi Mão tháng 8 âm lịch rất nguy nan. Bạn cần phải khắc phục tính cách bảo thủ, không nghe lời khuyên của ai. Làm việc cũng không thể lười biếng, không thể tự mình co cụm, thiếu sáng tạo để chính mình tụt lại ở phía sau. Thứ hai, về tài vận. Về mặt tài chính, tuổi Mão lại càng không được ủng hộ. Đại hao vốn đã không phải là cát tinh, nên tháng này vận khí tuổi Mão khá mỏng manh, nạn phá tài hoành hành khá nhiều. Đi đường không cẩn thận, rơi vào họa thị phi rồi lời qua tiếng lại mà còn phải đền bù khá nhiều tiền bạc. Đặc biệt, tiết khí ganh ghét càng đẩy sâu nhược điểm của người tuổi này. Nếu bạn muốn vận trình tài vận của mình cải thiện thì nhớ không có tư tưởng hưởng thụ, muốn an nhàn. Bằng không, suy nghĩ được sống trong hòa bình, hạnh phúc sẽ khiến tuổi Mão thêm mất cảnh giác, lười biếng và chi tiêu hoang phí. Xin chúc mừng, nếu bạn là một trong hai con giáp trên, bạn hãy tận dụng cơ hội này để có thể phát triển hơn nữa. Và xin chia buồn với người tuổi Tỵ và tuổi Mão khi vừa qua tháng cô hồn xui xẻo lại gặp phải vận đen đủi này. Để có thể hóa giải đen đủi này, các thầy gia cát khuyên hai tuổi nên đeo vòng tam hợp quý nhân hàng ngày. Năng lực của tam hợp khí sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp hóa sát, xua đuổi hung tinh, giúp bạn tránh được những vận hạn và những tai nạn khác trong cuộc sống và công việc. Bên cạnh đó, đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và vòng còn mang thêm quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.